Dạ vâng, thì như em nói thì giải mã bên em đúng thật với mọi người là bây giờ hiện tại là chỉ còn lác đác một vài mã nữa thôi. Thì em cố gắng lên nốt cho mọi người nhá, bởi vì hàng bây giờ đúng thật mọi người nước đến chân rồi, bây giờ nhảy cũng không còn kịp nữa. Bây giờ mà có đặt hàng nữa thì cũng phải sang Tết mới có hàng. Đấy, hiện tại nhà em bây giờ là đang thuộc dạng là rất là gay cấn, toàn tách thôi, tách ra bởi vì giải mã canh mua rất là nhiều luôn nhá. Ở đây thì em đang lên cho các bác mã giải mã Onkyo, có mã là N7X, một trong những dòng rất là cao của hãng Onkyo rồi, đời 3, đời 5, đời 7. Thì đời 7 đã là cao hơn rất là nhiều, và đây là N7X. Trong cái series N này thì nó sẽ có N7 và N7X là phiên bản nâng cấp. Ở đây thì các bác nhìn thấy này, mặt xanh cao cấp nhá. Và hơn nữa ở volume của nó thì có thêm một cái đèn led màu xanh này. Đấy. Không phải dòng nào cũng có cái này đâu. Nếu bác nào tinh ý thì mọi người mới nhìn thấy cơ. Đấy. Đây hình thức của cục đây, mua thành sắc cạnh cho mọi người luôn nhá. Đấy, phía sau thì rắc kết nối loa này. Đấy, các cổng để mọi người kết nối nghe nhạc qua điện thoại máy tính bằng cổng kết nối này. Đài FM-AM, cổng quang. Đấy. Sử dụng rất là đơn giản thôi, không có gì phức tạp cả. Đấy, các bác về chỉ việc đấu loa trực tiếp. Nếu như mình đã có bộ dàn sẵn rồi thì mình có thể lấy cổng ra, cổng out này kết nối với cổng vào là được. Còn cổng quang thì cắm trực tiếp từ TV xuống. Onkyo N7X sử dụng điện 100V, công suất của cục là 46W nhé, được sản xuất tại Nhật, made in Japan này. Đấy. Nếu bác nào mà có bộ dàn sẵn rồi thì không cần phải quan tâm đến cái phần công suất nữa, đúng không ạ? Con này về thì nó hơi bị ấy một chút xíu ở phía cái góc này thôi. Đấy, không đáng kể đâu nhá. Đây bên này cũng bị một tí xíu rồi. Đấy. Thì ở đây thì hiện tại em đang cho chạy CD nha các anh nhá. Những CD thì mọi người lưu ý cho em là chọn đĩa có chất lượng một chút để cái mắt này của mình được hoạt động tốt nhất nhá. Em sẽ cho to lên một chút này. Rất sôi động nha các bác nhá. Ở đây là CD, em sẽ thử sang cổng quang cho mọi người này. Cổng quang thì các bác chỉ phải ấn cái nút input, input ở đầu vào, mọi người chuyển cho em sang chế độ digital là được. Đấy, digital, đây cổng quang nhá. Niềm thương nhớ khi mình cùng thức trắng đêm sương, nhớ điệu
Đấy, đấy là chất âm của cổng quang nhá, nghe nó rất là chi tiết luôn, nhất là các bác mà đấu trực tiếp từ tivi xuống nó đúng theo kiểu là giảm cái quang ra ấy, còn nó mới hay với chi tiết hơn nữa các bạn. Đấy thì con này thì bên em thông thường những cái con đời cao này thì tầm bán là rẻ nhất lần trước là 1.890.000 là bán rẻ nhất tại nhà em nhá. Đấy nhưng con này thì thôi nó hơi bị sứt sủng một chút xíu này, đấy hai cái cạnh về nó hơi sứt, thì con này em giảm giá cho mọi người nhá, con này em sẽ để cho mọi người giá là 1.700.000 đi. 1.890.000 đúng không ạ? 1.890.000, 1.900.000 rồi. 1.900.000 thôi, con này em để cho các bác giá là 1.700.000 nhá. 1.700.000 tròn đi. Đấy để các bác đỡ phải lăn tăn. Nó hơi bị sứt một chút chút xíu thôi. Đấy, nhà em thì vẫn là cố gắng mặc dù là hết hàng rồi nhưng em sẽ không tăng giá nhé, không cố gắng là bình ổn giá nhất cho mọi người nên các bác hoàn toàn yên tâm. Hiện tại nhà em thì đúng là chỉ còn đời 7 này chỉ còn một hai mã thôi. Hiện tại thì đời 9 với cả dòng đời cao cấp hơn nó đắt hơn toàn hơn 2 triệu một con ấy. Đấy nên bác nào mà đang có nhu cầu mà mua giải mã thì tranh thủ mua ngay những cái dòng như thế này, giá tiền nó rất là hợp lý và hơn nữa thì đời nó cực kỳ cao. Đấy, thông thường em tầm bán giá 1.900.000 một con thôi mà hôm nay em vẫn bình ổn, cố gắng bình ổn giá nhất cho mọi người, chứ còn con này nếu mà thực ra thì em bán giá 1.900.000 vẫn được đúng không ạ? Đấy. Thì các bác ai đang có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ nhé. Số điện thoại của bên em là 0966 594481. Địa chỉ cửa hàng thì tại số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội ạ. Nhà em thì dòng cao, dòng đời cao nhập vào đắt hơn nên nhà em cũng phải nhập đắt thì bán cũng phải cao hơn so với dòng thường, nên các bác đừng so sánh với những cái dòng mà có 1.300.000, 1.400.000 thì không thể nào so sánh được với đời cao như thế này nhá. Đấy nên mọi người lưu ý cho em, không một số bác thì cứ thấy đọc là giải mã, giải mã hôm trước vừa bán con kia 1.300.000 mà hôm nay con này đến tận 1.700.000 một con đúng không ạ? Nhưng đời nó khác nhau hoàn toàn, cái công nghệ của nó cũng khác nha các bác nhá. Dạ vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.